Đối với Quang Hà, sự cố cháy cung Diệt Xô có thể ví như một thảm họa. Công sức nửa năm trời sẵn sàng, gần chục tỷ đồng tiền đầu tư, vô số trang thiết bị, đạo cụ đã trở thành tro bụi chỉ sau vài tiếng đồng hồ. Nhưng sự cố khủng khiếp rốt cuộc lại trở thành lý do cho những điều kỳ diệu kế tiếp nhau đến với Quang Hà. Để rồi Ligeso có thời gian sẵn sàng ngắn nhất trong lịch sử âm nhạc Việt đã được diễn ra với quá nhiều cảm xúc. Đêm diễn không tưởng của Quang Hà. Gọi Ligeso này là không tưởng là bởi không một ai dám tin nó có thể diễn ra. Dõng dạc vài chục tiếng đồng hồ, đêm nhạc quy tụ những ngôi sao ca nhạc hàng đầu, đáp ứng cho hàng ngàn người theo dõi đã được sẵn sàng hoàn chỉnh từ con số không tròn trĩnh. Đêm diễn hoành tráng đáp ứng cho hàng ngàn người theo dõi này được sẵn sàng trong dõng dạc hơn 40 tiếng đồng hồ, một kỷ lục không tưởng của showbiz Việt. Từ sân khấu, chỗ ngồi, đạo cụ cho tới những thứ nhỏ dài nhất như tấm poster, tất cả đều được ekip của Quang Hà tái tạo lại từ đống tro tàn cũ. Nhưng đó chỉ là một phần trong sự kỳ diệu mà đêm Ligeso này chiếm hữu. Quang Cường, ông bầu kim người quản lý của Quang Hà tiết lộ, đúng ra, những khách mời phút chót góp mặt trên sân khấu cùng Quang Hà sẽ còn nhiều hơn thế. Ngay khi thông tin về sự cố hỏa hoạn diễn ra, Quang Cường chiếm được hàng chục cuộc lát tốt tới từ các nghệ sĩ đồng nghiệp, cả trong và ngoài nước. Nội dung của chúng đều giống ý nhau, họ sẵn sàng hình thành trong Ligeso của Quang Hà. Quang Cường bảo, có những thời điểm anh không thể nào trả lời nổi gì nghẹn lời. Từ ngôi sao nhiều người biết đến như Hoài Linh, Đàm Vĩnh Hưng, Thanh Lam hay đàn em như Hoàng Đức Thịnh, quán quân The Voice hoặc các nghệ sĩ đang ở nước ngoài như Nguyễn Hồng Dung hay Thu Minh, tất cả đều sẵn sàng trợ giúp Quang Hà vô điều kiện. Thanh Lam thậm chí còn định đứng ra tổ chức hẳn một đêm nhạc riêng cho Quang Hà để ủng hộ đàn em. Nguyễn Hồng Dung lặng lẽ đặt vé phi cơ để về cùng Quang Hà, để nếu cần thì sẽ lên hát, còn không thì cũng có thể có mặt để ủng hộ. Thu Minh chỉ vừa đặt chân xuống phi cơ vài tiếng thì đã hình thành trên sân khấu để biểu diễn cùng Quang Hà, điều gần như chưa bao giờ ngôi sao kỹ tính này chấp nhận. Thu Minh, ngôi sao nhiều người biết đến kỹ tính và cầu toàn, đã chỉ có vài tiếng đồng hồ để sẵn sàng trước khi biểu diễn. Điều chưa từng có tiền lệ trong suốt sự nghiệp của cô, bởi Thu Minh là mẫu nghệ sĩ làm việc cực kỳ chuyên nghiệp và không bao giờ chấp nhận bất kỳ sự cẩu thả nào khi bước lên sân khấu. Nhưng trong Ligeso của Quang Hà, Thu Minh gần như chạy thẳng tới sân khấu sau khi hạ cánh xuống phi trường. Chỉ kịp trang điểm, cô đã hình thành trên sân khấu để song ca cùng Quang Hà trước hàng ngàn người theo dõi. Ligeso giàu cảm xúc nhất Quang Hà từng có. Từng chiếm hữu rất nhiều Ligeso để đời, nhưng Ligeso không thể thay thế lần này mới là đêm diễn giàu cảm xúc nhất mà Quang Hà từng có. Ít ai nghĩ được rằng Quang Hà sẽ dẫn cháy hết mình, thậm chí còn khoảng khoáng và giàu cảm xúc hơn cả bình thường. Dù chỉ cách đó vài chục tiếng đồng hồ, anh còn phải nhập viện vì sốc trước tin Ligeso bị hủy và công huân nửa năm trời đổ sông đổ bể. Nhiều người theo dõi có mặt tại đêm diễn khác lạ này còn chia sẻ, Quang Hà hát cảm xúc hơn cả lúc bình thường. Sự căng trương và nghị lực thép của Quang Hà đã được đền bù xứng đáng. Cả khóc, mỉm cười, cả tiếc nuối, hạnh phúc và kiêu hãnh, tất cả cảm xúc ấy diễn ra đồng thời trong chỉ một đêm diễn của anh. Có quá nhiều thứ không hề có trong kịch bản dạng, nhưng vẫn diễn ra một cách tuyệt vời. Từ màn song ca ngẫu hứng với Thanh Lam, ngôi sao ngồi ở hàng ghế người theo dõi, cho tới sự liên kết tuyệt vời cùng khách mời vừa bước xuống từ phi cơ, từ tiếng vỗ tay cổ vũ và cảm thông của hàng nghìn người yêu thương, tất cả đều là hưởng thụ không thể quên trong đời nghệ sĩ. Và cuối cùng, không thể không nhắc tới nhân tố khác lạ nhất làm nên phép màu của Quang Hà, người hâm mộ. Bỏ hàng triệu đồng cho một chiếc vé, nhưng gần như không có một người theo dõi nào muốn lấy lại tiền. Lượng người theo dõi to con lấp kín mọi chỗ trống tại trung tâm hội nghị non sông. Không trách móc, không khó chịu, họ vẫn bỏ thời gian kéo tới lấp kín sân khấu mới, vẫn vỗ tay, khoác mỉm cười theo cảm xúc của người nghệ sĩ. Họ vẫn dành sự yêu thương không thay đổi tới người ca sĩ đã dám làm tất cả chỉ để không phụ tình yêu thương của họ. Quang Hà đã lựa chọn đúng mực khi bằng mọi giá thực hiện đêm nhạc của mình, bởi anh biết người theo dõi chờ mong nó. Và dù sự cố có thể lấy đi của anh một Ligeso được đầu tư bài bản dạng, thì tình yêu thương của tất cả mọi người lại trả về cho Quang Hà một đêm diễn để đời.